Tù binh Ukraine tiết lộ kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Kursk. Nga đồng loạt không kích Kiev và Lvov. Hàng chục máy bay của NATO xuất hiện gần Ukraine. Ông Trump tuyên bố Ukraine đang che giấu tổn thất chiến tranh. Serbia bác tin chuyển tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật nóng về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Tù binh Mikhail Skoda thuộc Lữ đoàn 82, lực lượng tấn công đổ bộ Ukraine, nói với hãng tin Sputnik rằng, trước cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky đã giao cho quân đội nhiệm vụ đột nhập vào nhà máy điện hạt nhân Kursk và đặt chất nổ ở đó, theo tù binh này, tướng Sirsky, tổng tư lệnh Ukraine đã đến nơi đóng quân của đại đội trinh sát số 9 thuộc lữ đoàn này vào ngày 5 tháng 8, một ngày trước cuộc xâm nhập vào Kursk. Lính lái xe Skoda thuộc đại đội trinh sát số 9 được huy động từ Kiev nói, chúng tôi tập hợp thành một vòng tròn, những phi đội có nhiệm vụ ra nước ngoài đến Nga. Ông ấy nói rằng ngày này sẽ đi vào lịch sử. Ông ấy nói rất nhiều lời tốt đẹp rằng các bạn là những chàng trai tuyệt vời, mọi việc sẽ ổn thỏa bởi vì các con đường đã được mở. Trinh sát báo cáo rằng quân đội Nga không tập trung nhiều quân ở vùng lãnh thổ đó. Các bạn phải nhanh chóng đột nhập vào tỉnh Kursk để đến được nhà máy điện hạt nhân. Skoda nói thêm rằng sau khi ông Zelensky rời đi, các quân nhân bắt đầu đặt câu hỏi cho chỉ huy của họ về lý do tại sao họ phải đến nhà máy này. Tù binh Skoda khai: "Họ nói chúng tôi muốn gây bất ngờ cho Nga ở đó, đặt chất nổ ở đó. Chúng tôi hỏi chất nổ là gì? Tất cả chúng ta sẽ nổ tung ở đó và chết vì phóng xạ." Họ giải thích rằng vào thời điểm đó các bạn đã được đưa ra khỏi đó rồi, ở đó chỉ còn quân Nga đến chiếm lại lãnh thổ của mình. Sau đó bom sẽ được kích nổ từ xa và mọi thứ sẽ nổ tung, còn Ukraine sẽ đổ tội cho Nga đã cho nổ nhà máy. Tổng giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi đã họp với Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cùng các quan chức năng lượng và hạt nhân Ukraine về tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và Kursk. Phát biểu sau cuộc họp, ông Grossi nói rằng tình hình ở nhà máy Zaporizhia rất mong manh. Nhà máy nhiều lúc bị máy bay không người lái UAV tấn công. Chẳng hạn như hôm nay, một trong hai đường dây điện hiện có ở đó đã bị hư hỏng và do bị tấn công, và điều đó đồng nghĩa với việc nhà máy lại sắp bị mất điện. Theo ông Grossi, vấn đề mất điện sẽ khiến hệ thống làm mát ở nhà máy không hoạt động, từ đó tăng cao khả năng xảy ra sự cố hạt nhân. Về tình hình ở nhà máy Kursk, ông Gorosy nói rằng nhà máy rất dễ hư hỏng vì không còn mái vòm bảo vệ và nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân gần đây cũng đã bắt đầu xuất hiện. Quân đội Ukraine cho biết nga đã phóng tên lửa và máy bay không người lái UAV vào thủ đô Kyiv và thành phố Lvov ở phía tây Ukraine, cách không xa biên giới với Ba Lan, thành viên NATO. Ngày 4 tháng 9, các nhân chứng của Reuters nghe thấy một số vụ nổ ở ngoài ô Kiev và Lvov, giống như hệ thống phòng không đang hoạt động. Quân đội Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng thủ của họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công. Thống đốc khu vực Lvov Maxim Koziski viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, các vụ nổ rất lớn, một số tòa nhà dân cư đã bị hư hại ở thành phố Lvov, trung tâm hành chính của khu vực. Toàn bộ Ukraine nhận được cảnh báo không kích kể từ khoảng 1 giờ theo giờ địa phương ngày 4 tháng 9. Quân đội Ukraine cũng đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công mới vào khu vực Lvov liên quan đến tên lửa. Ba Lan, nước láng giềng của Ukraine ngày 4 tháng 9, triển khai máy bay để đảm bảo an toàn cho không phận mình lần thứ ba trong vòng 8 ngày trở lại đây. Bộ Tư lệnh Ba Lan cho biết trên mạng xã hội X, một đêm rất bận rộn khác đối với toàn bộ hệ thống phòng không ở Ba Lan do hoạt động của không quân Nga. Hàng chục máy bay của NATO được cho là đã xuất hiện ở các nước láng giềng của Ukraine sau vụ Nga không kích trường quân sự Ukraine ở Poltava vào hôm 3 tháng 9. Theo trang quân sự Aviapro, Sáng 4 tháng 9, hàng chục máy bay vận tải và y tế của NATO được phát hiện trong không phận Romania và Ba Lan, hai nước có chung biên giới với Ukraine. Trong số các máy bay này có máy bay từ Đức, Ba Lan và Mỹ. Sự xuất hiện của các máy bay trên ở khu vực Đông Âu làm dấy lên nhiều câu hỏi. Các máy bay vận tải, y tế thường được sử dụng để sơ tán binh sĩ bị thương hoặc vận chuyển hàng tiếp tế quân sự, Aviapuro nhận định đây có thể là phản ứng nhanh của NATO với các sự kiện gần đây, cụ thể là vụ nga không kích trường quân sự Ukraine ở Poltava và một số mục tiêu ở miền tây Ukraine. Aviapuro không loại trừ giả thuyết đây là hoạt động sơ tán lính đánh thuê của phương Tây ở Ukraine. ứng cử viên tổng thống đảng cộng hòa Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rằng chính phủ Ukraine đang che giấu số người thiệt mạng trong cuộc chiến, mặc dù ông không giải thích lý do tại sao ông tin rằng Kyiv lại làm như vậy. Theo tờ Pravda của Ukraine, ông Trump nhắc lại tuyên bố của mình rằng nếu ông được bầu làm tổng thống, ông sẽ bảo đảm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Và nếu ông là tổng thống, chiến tranh đã không xảy ra ngay từ đầu và tổng thống Joe Biden phải chịu trách nhiệm. Sau đó, ông Trump bắt đầu nói về số người đã thiệt mạng trong chiến tranh, liên tục nhấn mạnh rằng con số thực tế cao hơn nhiều so với suy nghĩ của mọi người. Ông nói, khi bạn nhìn vào sự tàn phá và các tòa nhà đổ sập khắp nơi ở Ukraine, tôi nghĩ những con số đó sẽ cao hơn nhiều. Họ, tức người Ukraine, nói dối về các con số, họ cố gắng giữ chúng ở mức thấp. Họ phá hủy một tòa nhà dài hai khối nhà. Đây là những tòa nhà lớn và họ nói rằng không một người bị thương nhẹ. Không, rất nhiều người đã thiệt mạng và có những người trong những tòa nhà đó và họ không có cơ hội thoát thân. Một khi họ bắt đầu phá hủy sẽ không có cơ hội nào nữa. Bộ trưởng Quốc phòng Shev Bratislav Gasic phủ nhận thông tin rằng quốc gia vùng Ban Căng có thể chuyển các máy bay phản lực chiến đấu MiG-29 của họ cho Ukraine sau thỏa thuận mua 12 máy bay phản lực chiến đấu Rafale từ Pháp. Nội các Serbia trong một tuyên bố cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các Cộng hòa Serbia, Bratislav Gasic đã phủ nhận các thông tin sai sự thật do một số phương tiện truyền thông trong nước và khu vực đưa tin cáo buộc rằng hợp đồng với Dassault để mua 12 máy bay Rafale mới có điều khoản chuyển máy bay MiG-29 của Serbia cho Pháp để sau đó chuyển giao cho Ukraine. Đáp lại là một lời nói dối và sự dối trá trắng trợn khác. Mục đích duy nhất là phủ bóng đen lên việc mua 12 máy bay chiến đấu đa năng Rafale thế hệ thứ tư hoàn toàn mới. Những chiếc MiG-29 mà Serbia sở hữu là của Serbia và chúng tôi sẽ không bao giờ chuyển giao chúng cho bất kỳ ai. Bộ trưởng Kasich cho biết đất nước ông sở hữu máy bay MiG-29 được cải tiến nhờ chính sách có trách nhiệm của Tổng thống Serbia Alexander Vučić. Ông nêu rõ, trong mọi trường hợp, Serbia sẽ không từ bỏ MiG-29 của mình. Chúng vẫn có thể sử dụng được trong một số năm nhất định. Hơn nữa, chúng tôi sẽ tiếp tục mua thiết bị chiến đấu hiện đại để tăng cường năng lực của các lực lượng vũ trang Serbia và bảo vệ hòa bình và ổn định hãng tin rbc ukraine dẫn lời phát ngôn viên hải quân ukraine dmitro pletenchuk cho biết bán đảo crimea đang được trang bị nhiều hệ thống phòng không nhất có thể bởi cây cầu không chỉ mang tầm quan trọng thực tế đối với nga mà còn là ý nghĩa biểu tượng cũng theo ông crimea đóng vai trò là căn cứ cho lực lượng phía nam của nga nơi nhân sự được bổ sung các đơn vị được tiếp tế và tổ chức nhiều cuộc diễn tập khác nhau Hiện tại, tất cả các hệ thống phòng không hiện đại của Nga đều đã được triển khai trên bán đảo Crimea, gồm S-300, S-400 và S-500. Ông Plitenchuk nói thêm, Ukraine vẫn chưa có thông tin về mục đích Nga xây công trình bí ẩn gần cầu Crimea. Tuy nhiên, đây có thể là một cấu trúc để bảo vệ hoặc kỹ thuật, hoặc chỉ là một lối đi mới. Hải quân Ukraine đã nhiều lần tấn công cầu Crimea bằng các loại vũ khí khác nhau như xuồng không người lái, USV và tên lửa những cuộc tấn công đã gây ra thiệt hại đáng kể, dẫn đến một phần cấu trúc của cây cầu bị phá hủy. Do đó, việc sử dụng cầu để vận chuyển hàng hóa, trang thiết bị quân sự của Nga tạm thời gặp khó khăn. Nga cũng đã tiến hành công việc sửa chữa và hạn chế di chuyển qua cầu. Điện Kremlin tuyên bố lệnh bắt giữ của Tòa hình sự quốc tế ICC đối với Tổng thống Vladimir Putin sẽ không ảnh hưởng đến các mối quan hệ quốc tế của nhà lãnh đạo Nga. Người phát ngôn Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm 4 tháng 9 rằng Toàn bộ câu chuyện này với ICC không thể và sẽ không phải là một hạn chế trong việc phát triển quan hệ của Nga với các quốc gia đối tác, vốn quan tâm đến việc phát triển quan hệ song phương và bao gồm các mối quan hệ quốc tế. Theo ông Peskov, phần lớn thế giới có tầm nhìn rộng hơn nhiều về triển vọng hợp tác quốc tế so với tầm nhìn của ICC. Ông Peskov khẳng định, các nhà chức trách nhận thấy sự quan tâm lớn từ phần lớn thế giới dành cho nước Nga và chúng tôi cũng quan tâm tới điều đó. Tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh Tòa hình sự quốc tế ICC đề nghị Mông Cổ thực thi lệnh bắt giữ Tổng thống Putin khi ông có chuyến thăm tới nước này. Bất chấp yêu cầu từ ICC, Mông Cổ vẫn trải thảm đỏ đón Tổng thống Putin. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ trích anh vì quyết định đình chỉ bán một số thành phần vũ khí mà lực lượng Israel sử dụng ở Gaza. Chính phủ Anh đã tuyên bố đình chỉ 30 trong số 350 giấy phép xuất khẩu vũ khí sang Israel hôm 2 tháng 9, với lý do rủi ro rõ ràng là thiết bị này có thể được sử dụng để vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ, cũng như chỉ trích thời điểm đưa ra quyết định. Quyết định được đưa ra hai ngày sau khi tìm thấy thi thể của 6 con tin được cho là do Hamas sát hại trong một đường hầm ngầm ở Gaza. Thủ tướng Israel lưu ý rằng phong trào vũ trang Hamas vẫn đang giam giữ hơn 100 con tin, trong đó có 5 công dân Anh. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cáo buộc chính phủ mới của Anh bỏ rơi Israel và muốn Hamas giành chiến thắng. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Haley bảo vệ quyết định này, khẳng định Anh vẫn là đồng minh trung thành của Israel và an ninh của Israel sẽ không bị suy yếu vì điều này. Ủy ban đối ngoại Hạ viện Mỹ triệu tập Ngoại trưởng Antony Blinken vì ông đã từ chối điều trần trước cơ quan này về cuộc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Trong một lá thư triệu tập gửi ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Michael McCaul yêu cầu ông Blinken phải tham gia điều trần vào ngày 19 tháng 9, nếu không sẽ bị cáo buộc khinh thường. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Marty Miller cho biết, ông Blinken không thể sắp xếp để điều trần vào những ngày mà ủy ban yêu cầu, nhưng đã đề xuất giải pháp thay thế hợp lý để tuân thủ yêu cầu của ông Macron về điều trần công khai. Ông Miller cho biết, thật đáng thất vọng khi thay vì tiếp tục hợp tác với Bộ Ngoại giao một cách thiện trí, ủy ban lại đưa ra lệnh trụ tập không cần thiết khác. Người phát ngôn cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã điều trần trước Quốc hội về vấn đề Afghanistan hơn 14 lần, bao gồm 4 lần trước ủy ban của ông Macron. Ông cũng cho biết Bộ Ngoại giao đã cung cấp cho Ủy ban gần 20.000 trang hồ sơ, nhiều báo cáo cấp cao và nội dung các cuộc phỏng vấn. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tổ chức Giáng sinh sớm vào ngày 1 tháng 10 như một cách để tri ân người dân. Quyết định được Tổng thống Venezuela đưa ra sau khi ông chiến thắng cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 7 năm 2024 với sự phản đối của phe đối lập và nhiều nước trên thế giới. Chiến thắng này giúp ông nắm nhiệm kỳ thứ ba kéo dài thêm 6 năm nữa. Ông Maduro phát biểu trên truyền hình rằng, giờ là tháng 9 và không khí đã tràn ngập hương vị Giáng sinh. Đó là lý do tại sao năm nay như một cách để tri ân tất cả các bạn và để tỏ lòng biết ơn tất cả các bạn, tôi sẽ ra sắc lệnh chuyển lễ Giáng sinh lên sớm vào ngày 1 tháng 10. Đây không phải là lần đầu tiên ông Maduro thay đổi ngày Giáng sinh kể từ khi nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 2013, nơi có đa số người dân theo đạo Công giáo. Động thái rời ngày Giáng sinh lần này của ông Maduro được cho là nhằm xoa dịu sự tức giận của người dân về cuộc bầu cử, trong đó phe đối lập cũng tuyên bố họ đã giành chiến thắng. Giáo hoàng Francis, người đứng đầu giáo hội công giáo, bắt đầu ngày đầu tiên trong chuyến thăm bốn quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Trong ngày đầu tiên của chuyến công du 10 ngày tại bốn nước châu Á-Thái Bình Dương, giáo hoàng Francis kêu gọi đoàn kết liên tôn giáo để chống lại chủ nghĩa cực đoan. Giáo hoàng Francis gọi lợi ích cá nhân là chướng ngại vật, cản trở việc thống nhất các tôn giáo, gây ra nhiều cuộc chiến tranh trên khắp thế giới. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, người đứng đầu Vatican không đề cập cụ thể đến quốc gia nào. Trong cuộc họp với Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại dinh Tổng thống ở thủ đô Jakarta vào sáng 4 tháng 9, Giáo hoàng nói rằng ở nhiều khu vực, chúng ta chứng kiến sự xuất hiện của các cuộc xung đột đầy bạo lực và đây thường là kết quả của những mong muốn ích kỷ nhằm đạt được lợi ích, vị thế hoặc vẽ ra câu chuyện lịch sử cho riêng mình bằng mọi giá. Tổng thống Widodo cũng thể hiện sự đồng tình với các phát biểu của giáo hoàng Francis cũng theo hãng tin AFP, Indonesia, quốc gia có dân số theo Hồi giáo đông nhất thế giới, từ lâu đã phải vật lộn với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Trong đó, vụ đánh bom trên thiên đường du lịch Bali hồi năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng là vụ khủng bố đẫm máu nhất từng được ghi nhận trong lịch sử Indonesia. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.